Thị trường bánh mì Việt Nam ngày càng xuất hiện nhiều tên tuổi ngoại, khiến cho áp lực cạnh tranh với doanh nghiệp làm bánh trong nước ngày càng lớn. Tuy nhiên, theo các doanh nghiệp thì đây là thách thức nhưng cũng chính là cơ hội và bánh mì trong nước hoàn toàn có thể cạnh tranh với các sản phẩm ngoại nhập ngay trên sân nhà. Theo ông Cao Siêu Lực, Tổng Giám đốc Doanh nghiệp Bánh kẹo Tư nhân Á Châu, việc nhiều tên tuổi ngoại tham gia vào thị trường bánh mì, bánh tươi Việt Nam phần nào cũng chia sẻ miếng bánh thị phần với doanh nghiệp trong nước. Nhưng đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp trong nước tự xem lại mình để cải tiến chất lượng, cải tiến cung cách phục vụ. Xét về chất lượng sản phẩm, ông Lực cho rằng các sản phẩm bánh mì Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh trên sân nhà, thậm chí vươn ra các nước khác. Bản thân Việt Nam của mình cũng có một cái đặc sắc. Hiện nay là bánh mì Việt Nam, các nước bạn cũng rất là thích cái phần bánh mì Việt Nam của mình. Vậy là cũng là một cái phát triển tốt về cái phần thương hiệu Việt Nam của mình. Hiện nay là mặc dù người ta vô, tôi nghĩ rằng không phải là áp lực đối với Việt Nam, thì Việt Nam bản chất của mình nó chất lượng rất cao. Đồng thời cũng mình là nhãn cung cấp chính cho các cái thương hiệu mạnh tại thị trường quốc tế. Thì chẳng hạn là KFC, chẳng hạn McDonald's, rồi Lotteria vân vân. Để nâng cao chất lượng sản phẩm, ABC cũng vừa tổ chức cuộc thi Golden Baker nhằm tạo điều kiện cho các thợ bánh thuộc các chi nhánh của ABC giao lưu học hỏi kinh nghiệm, nâng cao tay nghề và khả năng sáng tạo trong việc nướng và tạo hình các loại bánh. Cuộc thi thu hút 30 thợ làm bánh tham gia, trong đó có các thí sinh đến từ Campuchia với 3 phần thi cơ bản, kỹ thuật và sáng tạo. Các thợ làm bánh đạt giải trong hội thi lần này không chỉ nhận được giải thưởng giá trị mà còn được tổ chức đi Thái Lan để học tập kinh nghiệm và nâng cao tay nghề.